một chùm câu đố về những cái nhất mà ở trường bạn cũng chưa được học. Nếu Super Soi ra câu trả lời sẽ rất bất ngờ đấy. Các bạn đã sẵn sàng cùng Nhanh Trí đi tìm đáp án chưa? Bắt đầu nha. Theo bạn, thịt bò và thịt lợn, loại thịt nào tốt hơn? Đáp án chắc chắn là thịt bò rồi. Trong thịt bò chứa nhiều protein, vitamin, sắt và chất béo tốt cho phát triển chiều cao, cơ bắp và bổ sung máu. Thịt bò còn giúp ngăn ngừa ung thư và bệnh béo phì nữa đấy. Câu 2, đố bạn, nước lọc và nước dừa, loại nào không tốt? Thật bất ngờ vì đáp án là nước dừa. Nước dừa giải nhiệt tốt nhưng khi đi nắng về uống nước dừa ngay sẽ gây ớn lạnh, đầy bụng, phát sốt. Nhiều người uống nước dừa thường xuyên còn bị dị ứng. Thế nên anh em mình hạn chế uống nước dừa nha. Chỉ cần một tuần uống từ 1 đến 2 quả là đủ. Câu 3, giữa dừa và thỏ, con nào chạy nhanh hơn? Đương nhiên là thỏ sẽ chạy nhanh hơn rồi, với vận tốc tối đa lên đến 40 km/h, ngang ngửa vận tốc trung bình của một chiếc xe máy, rất xứng với câu nói nhanh như thỏ phải không? Tuy nhiên thì cũng từng có một chú thỏ đã tự ghi danh mình vào danh sách thỏ chạy chậm hơn rùa. Đó là chú thỏ nào? Anh em comment solo đáp án nhé. Vậy giữa vẹt và tinh tinh, con nào thông minh hơn? Tình tình chắc chắn là thông minh hơn vẹt rồi. Những chú tình tình có khả năng học được ngôn ngữ ký hiệu như bắt tay, vẫy chào và có thể bắt chước các hoạt động của con người. Chú tình tình có tên Kanji này còn biết kiếm củi nấu ăn, thậm chí có vài tài lẻ như thổi kèn, chơi game. Wow! Câu 5, đố các bạn, dậy sớm và dậy muộn, cái nào tốt hơn? Sớm chắc chắn là tốt hơn rồi. Ngủ sớm dậy sớm chiếm 70% sức khỏe của con người. Dậy sớm sẽ có thời gian tập thể dục, ăn sáng bổ sung đủ năng lượng cho một ngày mới. Tập thể dục buổi sáng còn làm giảm cảm giác căng thẳng, uể oải, mất tập trung. Theo bạn, truyện tranh Conan và Doraemon, bộ truyện nào có trước? Cho nhiều fan của hai bộ anime cực nổi tiếng này thì truyện tranh Doraemon được viết từ năm 1969, cách đây 53 năm rồi, còn bộ anime Conan thì mới ra đời cách đây 26 năm thôi. Vậy còn Tom và Jerry và Pokemon, phim nào ra đời muộn hơn? Có nhiều fan chắc chưa biết điều này. Pokemon ra đời năm 1996, cùng năm với Conan và mới có 26 tuổi thôi. Còn bậc cha chú Tom và Jerry năm nay đã 82 tuổi rồi. Câu 8, đố các bạn, giữa kem và trà sữa, món nào nổi tiếng hơn? Thể tin được, kem nổi tiếng hơn trà sữa. Kem đã có từ rất lâu đời và được bán rộng rãi khắp thế giới. Ở Việt Nam, cách đây 20-30 năm thì kem đã là một huyền thoại với một chân dép tổ ong rách đổi hai que kem. Quá là amazing phải không anh em? Câu đố dành cho những bạn học sinh giỏi địa lý đây. Theo bạn thì nước Mỹ và Nga, nước nào rộng hơn? Để mà nói rộng hơn thì Nga chắc chắn đứng số 1 với diện tích hơn 17 triệu km² và gấp gần 51 lần diện tích Việt Nam. Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới. Vậy nếu so về độ giàu có thì Việt Nam và Mỹ nước nào giàu hơn? Chắc là Mỹ giàu hơn Việt Nam rồi, thậm chí Mỹ còn là quốc gia giàu nhất thế giới. Đây chính là bá chủ nhiều tiền, nhà lên tận mặt trăng ý chứ. Thêm một câu đố hóc búa, đố anh em giữa Trung Quốc và Anh Quốc, nơi nào hạnh phúc hơn? Câu trả lời chính là Anh Quốc, đứng thứ 17 trong bảng xếp hạng những đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Anh Quốc vượt qua Trung Quốc khi đất nước hàng xóm của chúng ta mới chỉ xếp thứ 72 mà thôi. Câu 12, theo bạn giữa cà rốt và cà pháo, cái nào tốt cho mắt? Cà rốt là nguồn dồi dào các vitamin và dưỡng chất rất tốt cho mắt và não. Ngoài ra, cà rốt còn giúp cải thiện tim mạch và ngăn ngừa ung thư.
có câu ăn nhiều cà rốt cho đỡ rốt chính là bắt nguồn từ công dụng tuyệt vời của cà rốt đó. Đố các bạn, rau chân vịt và rau mồng tơi, cái nào tốt hơn? Rau chân vịt tốt hơn, còn được gọi là cải bó xôi hay rau bina, là một loại thực phẩm rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Rau chân vịt giàu chất sắt, vitamin C, A giúp tăng sức đề kháng, vitamin K, C tốt cho răng và xương. Đặc biệt, loại rau này có chất chống oxy hóa mạnh, chống lại các tế bào ung thư trong cơ thể. Câu 14. Giữa kẹo mút và trứng đồ chơi phủ sô-cô-la, cái nào bị cấm? Trả lời là trứng đồ chơi phủ sô-cô-la bị cấm. Những đồ chơi bên trong quả trứng không ăn được, không có dinh dưỡng và còn có thể gây nghẹt thở. Vì thế anh em mình dù có mê mẩn món đồ chơi này thì cũng hạn chế lại nha. Nếu chơi cũng phải lưu ý không được ngậm, không nuốt vì có thể gây ra hậu quả đáng tiếc đấy. Theo bạn, giữa hai chiếc game Minecraft và cá lớn cá bé, game nào có thể gây nghiện? Minecraft là quán quân những game gây nghiện nhất, chơi game để giải trí nhưng nếu chơi quá nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và cuộc sống hàng ngày. Khuyến cáo không chơi game quá 180 phút nhưng trên thực tế thì anh em mình nên dành nhiều thời gian cho học tập và giúp đỡ bố mẹ hơn là chơi game cả ngày. Câu 16, đố các bạn, giữa chuối và xúc xích, cái nào giúp ngủ ngon hơn? Chắc là chuối rồi, trong chuối có nhiều magie giúp no bụng, dễ tiêu hóa và hơn hết là giúp ngủ sâu và ngủ ngon hơn. Ngoài ra chuối còn là một loại thực phẩm tuyệt vời giúp giải độc, tăng cường thị lực, giúp xương chắc khỏe vân vân và mây mây. Và nên ăn chuối vào buổi tối tốt hơn ban ngày nha. Vậy còn giữa đu đủ và xoài, loại quả nào giúp tăng chiều cao nhanh hơn? Câu trả lời là đu đủ. Trong đu đủ có chứa hàm lượng lớn vitamin C, kali, chất xơ giúp tăng cường sức đề kháng, hạn chế ốm vặt, đặc biệt rất tốt cho hỗ trợ phát triển chiều cao. Ăn đu đủ cùng với sữa chua là món ăn hết sảy con 37 luôn. Anh em nào đã từng thử món này rồi, giơ tay và nhấn like ngay. Câu 18, đố các bạn giữa bắp rang bơ và bim bim, cái nào có trước? Được không anh em ơi, bắp rang bơ có trước bim bim nha. Bắp rang bơ hay còn gọi là bỏng ngô đã có từ năm 1885, cách đây hơn 135 năm rồi. Bộ đôi bắp rang bơ và Coca là đôi bạn thân của các rạp chiếu phim, từ trẻ em 7 tuổi đến cụ bà 70 tuổi vẫn thích bắp rang bơ. Câu 19, hai con vật này đều là cá heo, đúng hay sai? Trả lời là đúng nha. Ít ai biết cá heo có nhiều loại khác nhau, trong khi dolphin có mỏ dài, cơ thể thon dài và vây lưng cong thì porpoise lại có phần đầu tròn, chân chèo nhỏ hơn, vây lưng ngắn hơn. Đố các bạn, con nào mạnh hơn? Đáp án chính là gấu mạnh hơn. Gấu là một trong những động vật có vú lớn nhất thế giới. Đặc biệt là gấu xám, một con gấu trưởng thành có thể nâng được vật nặng 500 kg. Câu đố cuối cùng trong chùm câu đố bá cháy hôm nay, đố các bạn những chú sao biển xinh đẹp này có được xếp vào họ nhà cá không? Mặc dù cũng ở dưới nhưng sao biển không thuộc họ nhà cá. Sao biển không có vây, không có đuôi và không thể bơi. Đây là loài động vật da gai có lớp da nhám và có nhiều chân. Các loài động vật cùng lớp da gai còn có nhím biển và hải sâm nữa cơ. Hey, anh em, chung câu đố hôm nay thế nào? 21 câu đố với 21 phần kiến thức mà thậm chí ở trường bạn cũng chưa được học. Nếu thích video thì nhớ mạnh tay like, share, đăng ký kênh, ủn mông cho Nhanh Trí ra nhiều video hay ho nữa nha.